Phan Đại Nam kính chào quý khán thính giả. Kính thưa quý vị, hôm nay là tối ngày thứ Bảy 27 tháng 2 2016, chúng tôi đang có mặt tại buổi ca nhạc đầu năm hội ngộ mùa xuân của cơ sở furniture2deal.com, và đứng bên cạnh chúng tôi là anh Quốc Khánh, là chủ nhân cơ sở và cũng là trưởng ban tổ chức buổi ca nhạc ngày hôm nay. Xin chào anh Khánh. Dạ xin chào anh, cũng xin kính chào quý vị khán giả của đài SET 57.4. Dạ, thưa anh Khánh, là một cơ sở sản xuất những đồ dùng massage chair hay là những đồ dùng điện tử. Ngày hôm nay anh vì cái nguyên nhân như thế nào anh đã tổ chức show ca nhạc đầu năm thưa anh? À, vâng thưa anh, thì tất nhiên là Quốc Khánh cũng là một lễ mà hội ngộ đầu năm để mà tri ân những người khách trong suốt năm qua đã ủng hộ cho furniture2deal.com, và cũng bên cạnh đó cũng làm quen những vị khách mới để mà tiếp tục để furniture2deal.com phát triển trên con đường thương mại này. Thì đây là một cái show rất là đặc biệt và lần đầu tiên Quốc Khánh làm mà cũng rất là cảm thấy rất là happy do có cái bầu không khí văn nghệ và vui xuân để đón xuân Bính Thân 2016 này. Kính thưa quý khán giả, như chúng ta cũng biết là trước khi anh Quốc Khánh chúng tôi đứng nói chuyện thì một hàng dài người đã đứng xếp hàng. Và thưa anh Quốc Khánh, chúng tôi đã biết là trong ngày buổi ca nhạc hôm nay thì cơ sở cũng có những cái món quà đặc biệt tới cho đồng hương phải không thưa anh? Vâng thưa anh, thì đặc biệt ngày hôm nay thì có tới 100 công ty furniture chúng ta trẻ, ngoài cái sự sổ số ra thì có tới 100 cái bell massage cho 100 người khách đầu tiên. Thì cái chương trình, ngoài cái chương trình 100 cái bell ra thì có chương trình sổ số tới 7 giải sổ số thưa anh. Và mà cái 7 giải sổ số lên tới 25.000 đồng tiền giá trị tiền quà, và không thể nào mà không thiếu một cái món quà giải. Thứ nhất là chiếc ghế massage chair của hãng Kahu nè, được bảo hành 10 năm warranty cho khách hàng, và đây là chiếc ghế mới về tại furniture2deal.com của 2016 model này, trị giá là 5.695 đồng, đang bán tại furniture2deal.com. Dạ thưa anh, chúng tôi cũng ngạc nhiên khi mà anh là một người sản xuất những vật dụng mà hôm nay khi anh tổ chức show ca nhạc mà rất là đông người tới tham dự, thì thưa anh, có phải là do cái chất lượng sản phẩm của anh hay là do cái uy tín lâu năm của anh trong cái việc thương mại này thưa anh? Vâng thưa anh, thì Quốc Khánh cũng do cái sự ủng hộ của người cộng đồng người Việt mình ủng hộ cho công ty furniture2deal.com trong suốt một năm qua, đây là một người sự ủng hộ để đáp lại cái lòng tri ân đó, thì Quốc Khánh làm cái buổi dạ tiệc hội ngộ đầu năm, vừa có ca nhạc đón xuân về và những cái ẩm thực để mà mừng tân niên của Bính Thân 2016 này. Dạ, chủ yếu cái cơ sở và anh thì sản xuất những mặt hàng nào chính thưa anh? Vâng thưa anh, thì furniture2deal.com thì bán rất là nhiều loại mặt hàng giống như ghế massage chair và những loại nệm cứng chống đau lưng, và bên cạnh đó có rất là nhiều bộ bàn ghế hoặc sofa, tất cả đều trang trí nội thất đều có bán thưa anh. Dạ. Thưa anh, nhân dịp chúng ta đang ở trong mùa xuân Bính Thân thì anh là một chủ cơ sở và cũng như là trưởng ban tổ chức của buổi hội ngộ đầu năm hôm nay, thì anh có lời gì chúc tới đồng hương? Vâng, thì trước tiên thì Quốc Khánh xin gửi lời kính chúc tất cả quý vị và quý vị quan khách cũng là quý vị khách hàng ở đây có một năm mới thật là nhiều sức khỏe, thịnh vượng và đầy hạnh phúc. Yeah. Cũng nhân dịp đầu năm mới thì sẵn anh nói chuyện, thì năm mới năm nay không biết là anh có cái gì đặc biệt cho đồng hương tới mua hàng không thưa anh? Chắc chắn rồi anh, tại vì cái tiệm furniture2deal tên là furniture2deal thì lúc nào cũng có 2 deal hết cho quý khách hàng. Điều thứ nhất là giá rẻ rất là nhẹ nhàng, và điều thứ hai là lúc nào cũng có nhiều quà tặng có giá trị cho khách hàng. Công ty furniture2deal, qua sự thăm hỏi chúng tôi cũng thấy có những khách hàng từ những tiểu bang xa đã dùng sản phẩm, như chị Nhung đến từ Maryland. Cái ghế này thì chúng tôi thấy quảng cáo mà chúng tôi cũng chưa bao giờ dùng thử. Thì chỉ thấy khi mà bắt đầu mình muốn massage đó, thì cái lưng hay là cái chân của mình đó, thì nó có cái bộ phận điều khiển nó có dễ dàng hay không? Dạ, cái bộ phận điều khiển thì nó làm đều hết anh. Dạ, nếu mà khi mà mình muốn đánh lưng không á, thì mình để cho nó đánh lưng không. Dạ, cái mình đau chỗ nào thì mình để chỗ đó, cái đó là tùy mình thôi. Rồi nó có cái hơi nhiệt trong đó không chị? Dạ cái hơi dạ cái nóng em vẫn có. Vâng vâng. Hôm nay chị tới chị thưởng thức cái chương trình mà hội ngộ đầu năm, chương trình ca nhạc này, thì chị nghĩ như thế nào mà chị tới chị ủng hộ cái cơ sở này? Dạ thì sẵn dịp thì mình qua đây mình chơi thăm bà chị á. Yeah. Dạ rồi cái em qua đây mình chơi thì sẵn dịp này có ca nhạc luôn thì mình cũng đi ủng hộ của công ty này. Kính thưa quý khán giả, chúng tôi cũng được biết là ngoài những cái ghế massage chair đó thì cũng còn những cái giường
mà chúng tôi thấy trong lúc mà khách hàng, những khán giả đang chờ đợi để mà theo dõi chương trình văn nghệ thì cũng đang ngồi thử trên ghế. Xin chào chị. Dạ, chào anh. Dạ, quý danh của chị? Em tên Hồng. Dạ. Dạ. Chị có bao giờ dùng thử sơ qua cái những cái ghế nệm này chưa, những cái giường nệm này chưa? Giường nệm này thì em chưa có nằm qua, mà nhưng tự giờ em ngồi thấy em thấy thích. Tại thấy nó em cái này bán nhiều vậy hả? Em đâu biết đâu. Chị có thấy nó khác cái giường nệm của nhà mình không? Không, nhà em á, nhà em nó cũng em lắm. Dạ, thấy cũng giống giống vậy. Và một chị có hai cháu nhỏ cho biết đang dùng sản phẩm của Furniture Thu Điều. À, tại vì nệm em nó cũng cũ rồi, cái xong em coi TV quảng cáo, em tới em coi, em tham khảo thì em thấy cái nệm này good. Em mua một cái, sao mua thêm một cái nữa, tốt, em thích. À, chị thấy giá cả như thế nào? Rất là dễ thương, rất là mềm. Dạ, chơi đi ngồi đàng hoàng ngang. Còn cái ghế massage thì như thế nào? Massage thì good lắm anh. Nó nằm chân nó điều chỉnh cho cái cẳng của mình luôn, nó khỏe lắm. Sau mỗi lần đi làm về á, em rất là thích. Nằm hoài, nằm riết. Bây giờ nhiều khi vướng bận con cái, không có thời gian nằm, tối nằm relax cũng sướng lắm. Mỗi lần nằm chừng nửa tiếng à. Thay vì tối về thì phải chăm sóc cho các cháu, thì bây giờ để bố nó chăm sóc cháu. Mình nằm. Sau đó, ban tổ chức đã bắt đầu mở cửa cho đồng hương và 100 người đầu tiên đã được tặng máy massage bụng. Cảm ơn. Sau vài ca khúc do những ca sĩ trung tâm EJA trình bày, MC Vi Lan đã giới thiệu phần ngỏ lời chào mừng của ban giám đốc. Chương trình hội ngộ đầu năm do Furniture Hai Đưa tổ chức thì phải nói là cả một cái sự cố gắng, bởi vì giám đốc của Furniture Hai Đưa.com là Đức Khánh thì chưa bao giờ tổ chức show. Thành ra đây là một cái sự cố gắng và Vi Lan nghĩ rằng rất là thành công bởi vì sự có mặt đông đủ của quý vị. Bây giờ thì xin quý vị cùng Vi Lan cho ban giám đốc một tràng pháo tay thật lớn để ông lên tinh thần để mà nói lời khai mạc. Lẽ ra là thường thường khai mạc lúc đầu chương trình nhưng mà bây giờ mới có giờ để mà lên nói cùng với quý vị. Xin cùng Vi Lan chào đón giám đốc của Furniture.com, Quốc Khánh. Kính thưa quý khách hữu, quý khách hàng cùng tất cả quý vị quan khách, tôi muốn khách đại diện cho công ty Furniture.com rất vui có sự tham dự đông đảo trong nguyên của dạ tiệc mừng tân niên Tết Bính Thân 2016 này. Thế kỷ mùa xuân về, Tết đến thông thường là dịp hội ngộ, đoàn tụ nhau. Trong tinh thần đó, Furniture.com rất là vui có sự tổ chức một bộ show văn nghệ mừng tân niên hội ngộ ngày năm của Furniture.com. Để cùng dịp kỷ niệm để nhất chương niên của công ty chúng tôi với buổi tiệc vui này để tri ân tất cả những gì quan khách trong suốt một năm qua đã ủng hộ cho công ty chúng tôi. Tương quan thương mại là tương trang hai chiều giữa người mua và người bán. Tuy nhiên công chỉ của công ty chúng tôi vẫn là chăm sóc sức khỏe những gì là phương châm của Furniture.com. Furniture.com mình sẽ tiếp tục phục vụ những gì bằng những sản phẩm, phẩm chất tốt, mặt hàng thẩm mỹ với giá cả nhẹ nhàng và nhiều và tặng rất là có ý nghĩa và giá trị để trở lại buổi tiệc chúng ta đêm nay có những gì đã quen nhau hay chưa quen nhau. Furniture.com ước mong trong những buổi tiệc sẽ đưa chúng ta đến sự quen biết nhau thêm, quen biết nhau hơn. Thưa quý vị, dịp đầu năm vốn là khoảng thời gian vui. Tết Việt Nam mình thường có 3 tháng để ăn chơi. Furniture.com một lần nữa xin cảm ơn tấm tình thân của quý vị và kính chúc tất cả quý vị một năm mới nhiều sức khỏe, tình thương và đầy hạnh phúc. Trong không khí vui xuân thì tỏa chương trình sẽ còn sôi sớm đến hơn và cho điểm may mắn của 2016 đến năm nay. Và một lần nữa sau ban tổ chức cũng ước mong quý vị có một buổi dạ tiệc hòa ngộ đầu năm thật là vui vẻ. Xin cảm ơn quý vị rất là nhiều và chúc mừng năm mới. Xin chào. Kính thưa quý khán thính giả, chúng tôi xin tạm ngưng nơi đây và sẽ trở lại ngay sau phần thông tin thương mại.